giờ là hai nhân vật sẽ xuất hiện. Đẹp không anh? Đẹp, đặc biệt và đẹp luôn. Bao đẹp? Bao đẹp. Lộng lại ha, lộng lại. Vui, đẹp, hài hước, duyên dáng. Dạ. Wow. Hết dạ. Xin giới thiệu Will và Hot Boy Minh Dự. Mình hỏi đây cái cỡ của tôi đứng á. Ủa chỗ này chỗ thua mà đúng không? Đúng rồi. Cái chỗ này, đây Will là lần thứ hai. Lần trước là mới tới chưa hiểu luật, bị loại luôn. Thì hồi nãy Quân AB đứng đây là bị loại luôn rồi. Anh Giang ơi, cái bộ đồ này, cái bộ đồ kia hồi nãy giống nhau nè. Giống bộ đồ rồi. Ủa vô thay là mượn lại hả? Giống Quân AB là bộ đồ, rồi đứng chung vị trí nữa là tự hiểu. Ủa Minh Dự, em mới làm răng hả? Đâu có. Em mới làm thêm ra phải không? Anh Giang này. Ủa anh ơi, có ai trồng răng hô không anh? Thì Will là đặc biệt là vì đâu tham gia lần thứ hai. Anh hiểu không? Chào. Quân AB á à. Là hát giọng khàn, còn em tức giả quá em khàn tiếng. Ca sĩ ơi, bữa nay về tắt tiếng luôn rồi đó. Bảo đảm. Lần này là anh tức anh không nói nên lời được nữa. Tại vì anh tin những người cùng tổ, anh nghĩ 89 đều là những người lương thiện. Nhưng mà bé giả lộn, bà giả bả không lương thiện lắm. Không lương thiện lắm. Cái à. Giá, cái giá phải trả cho cái chuyện. Giáp quá rồi, giáp quá rồi. Giáp quá rồi. Em nói tức cái lòng ngực nè, cái giá phải trả cho cái chuyện mời người ta tới quán mình ăn mà tính tiền. Ủa em, người ta mở ra ta kinh doanh chứ phải tịch cơm từ thiện đâu em. Vậy thôi mời chi. Thế nè, tức lắm anh. Sao, nói nghe coi. Okay, anh đồng cảm anh không cũng nè. Đây. Hai người kinh doanh nói chuyện với nhau. Đây nè. Đây nè, ơi, có cộng long tài của em, anh đừng có bức nó chết á. Đây nè. Alo, Will hả? Tôi qua ăn với gia đình tôi, qua đặt chuyện với bạn nha. Em nghĩ chắc gia đình nó thì có ông chồng hai đứa con thôi, bốn người. Cái lát qua nhân viên gọi, alo anh ơi, anh check camera đi, mười mấy người. Phải tính tiền chứ mình giảm 100% thôi. Đâu, đòi miễn phí. Không được, anh đó ăn giật chứ phải. Nếu là anh mà dạy anh làm cái gì? Không, nhà anh khai trương thì anh toàn free thôi. Còn nếu mà ví dụ bình thường dạ mà nó tới, xong nó mười mấy người tới anh làm sao? Đó, anh đâu để nó tới đầu cổng là bảo vệ đuổi ra rồi. Đúng rồi. Trời ơi, mặt mũi gì mà đi ăn mà mang tiếng vậy chị? Ơi. Xấu hổ chung cư. Không, nhưng mà dạ, check in cho em. Có boss. Cuối cùng thì em dặn là mai mốt đi ít thôi chứ. Dịch lắm, tốn tiền. Bạn có biết là một bài check in của tôi bao nhiêu tiền không Will? Nói rồi, bởi tôi dán cái ăn mặt lên trước cửa. Chơi. Chơi luôn. Ủa mình chơi đi à, chứ mình xin xỏ cơm nước. Giao lưu gì mà hả, xin ăn đồ quá à. Rồi, bây giờ hai bạn là biết luật chơi rồi. Mình phải tranh thủ giao lưu nhiều để lỡ mình về nó có cái hình ảnh đó. Thật ra luật chơi cũng chưa biết lắm đâu. Không cần biết đâu anh, giờ cũng sao. Không có, không kịp biết. Bây giờ em chơi trước hay nhường nhân gái, nhường nhân gái. Nhường nhân gái. Chơi trước ai nhường, em chơi trước hay nhường Minh Dự chơi trước. Bé nó đi trước đi anh. Bé. Anh cái làm nhân rộng lượng lắm á. Đứng là coi lại mấy con số của quán mình tháng này đi. Quá. Rồi, thưa quý vị, vòng 2 xin được phép bắt đầu. Minh Dự thân mến, hãy chọn vị trí mà mình tin rằng sẽ có một cái gợi ý chính xác dành cho mình. Chọn dạ đó, dễ thương. Nói chung ở nhà, để trước khi em đi thi, ba má em dặn kỹ lắm. Ba má dặn sao? Dặn này nè, dặn một số rất dài. Con ơi, chơi chọn ai đây? Phải cố tỉnh táo, chọn ngay người hiền. Ừ. Buka tuy đẹp mà điên. Jun Phạm nhìn phát biết liền tào lao. Trời ơi. Harry xinh xắn biết bao, nhưng độ nguy hiểm vẫn cao hơn người. Wow. Quỳnh Lập ăn mặc khác người, cho nên không có tình người đừng tin. BB thân thiết với mình, nhưng khi vào cuộc hại mình trước tiên. Ai nữa, ai nữa? Quang Trung đứng đắn hiền lành, nhưng đừng thấy vậy mà tin nhanh sẽ lầm. Hoạt bát chỉ có Dương Lâm. Yeah. Nói nhiều vậy chứ quanh năm hại người. Hồ Quang Hiếu ngồi im cười, cười nhiều ít nói là người gian manh. Vô chửi hết chung cư luôn á. Nó đang chửi mình đó. Còn ai nữa, còn ai nữa? Còn chị Dạ hả? Vĩ Dạ, chị gái thuyền quyên.
nhưng khi đụng chuyện thì không hiền đâu nha. Nhìn quanh có thể giúp ta, không còn ai khác chính là MC. Anh chọn giùm luôn. Anh chọn giùm em luôn đi. Em đặt cược với anh luôn, anh cứ chọn đi. Em chọn Quỳnh Lập đi. Lập ơi, em bớt lật lìa lật lõi. Đánh đá quá à. Người ta định chọn em rồi mà em làm vậy, người ta em không nghĩ lại em đó. Em không thể tin một người não yếu được. Lập vậy chọn Buka. Buka giờ này đang sống nhân từ, lấy đức để kiếm chồng. Kiếm chồng. Thật không? Hiền chị lắm. Chị có muốn bồi Phước không? Chị đang bồi. Chị đang bồi đúng không? Em chọn Nguyễn Thị Phước, Buka. Nguyễn Thị Phước. Câu hỏi dành cho Buka. Dạ. Sao anh cười vậy anh? Ủa câu hỏi sao mà anh gian cười quá vậy? Câu hỏi gì mà anh cười dữ vậy anh ơi? Cuộc đời đó, định mệnh. Chết rồi, định mệnh là cái chỗ này nè đúng không? Định mệnh là cái khúc này nè. Hàm răng của con người. Nghiêm túc sao? Chúng tụ dữ rồi. Trong hàm răng của người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng cửa? Riêng Minh Dự tất cả đều là răng cửa. Đều là răng cửa. Mà cửa của em là cửa chính không nha. Trời, một câu hỏi này thì em khỏi cần trả lời. Chắc chắn là Dự cũng biết được đáp án đúng không Dự? Ai rành vì răng bằng em? Dạ nhưng mà người trả lời là chị mà. Cũng đúng. Thôi thì chị sẽ trả lời cho em. Chị nghĩ á nha. Chị nhớ nha, Nguyễn Tỷ Phước. Câu này đúng nè, hỏi em mới đúng nè. Hay hồi đó em thi được hạng nhì nha khoa cấp thành phố. Có cái môn đó nữa hả? Có chứ. Em nghĩ là không ạ. 8 chiếc răng cửa ạ. Dữ thằng ôn gì dữ vậy. Ê Buka nói mà anh ở đây anh lấy cái lưỡi anh lận lận. Dạ, tại vì ở nhà em có 8 cái cửa. Tào lao. Mình phải suy luận anh. Cửa trước, cửa sau. Hai. Hai cái cửa sổ bên hông nhà. Bốn. Nhà em có 2 phòng ngủ. 6. Hai cái cửa. Sáu. Hai cửa toilet nữa. Hai cái cửa toilet nữa. Tám. Dự em qua nhà chị chơi rồi. Đúng không? Nhà chị có 8 cái cửa. Ý là mở cửa ra là thấy toilet. Dạ sao? Không, mở cửa ra là thấy cái nhà ở trong nhà chứ. Là có 8 cái răng cửa. Rồi, tin hay không Minh Dự? Năm. Em tin chị sợ em bít cửa. Bốn. Ba. Tít. Hai. Tin đi. Tin. Rồi cái mặt chị sướng rồi nè. Rồi hay lắm. Nguyễn Thị Nghiệp. Nguyễn Kiều Cẩm Thơ cho rằng là có 8 cái răng cửa trong một hàm răng của người trưởng thành. Lựa chọn của Minh Dự là tin Buka. Trời ơi, nó lẹ em cứ lận lận cái lưỡi em hoài hả? Chính xác. Yeah. Trong 32 chiếc răng người trưởng thành có 8 chiếc răng cửa, 4 ở trên và 4 ở dưới. 4 chiếc răng nanh, 2 ở trên và 2 ở dưới. 8 răng cối nhỏ và 12 răng cối lớn. Một dấu dành cho Minh Dự. Thấy chưa? Anh gian suối em chọn Buka, cuối cùng em đúng, thấy chưa? Tại vì liên quan tới răng thì em quá giỏi rồi. Nó kết hợp giữa kiến thức của chị và cái kinh nghiệm đi nha khoa của em nữa. Đó. Bây giờ là lúc Will hãy chọn. Em thì em nghĩ em sẽ cho Dạ một cơ hội để chuộc lỗi. Will hãy chọn. Em nghĩ là em sẽ chọn Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Dạ có đồng ý đúng không? Dạ nghĩ sao Dạ? Em đồng ý. Trong hệ mặt trời. Trời ơi. NASA. Ôi trời ơi. Sáng nhất và nóng hơn 400 độ C ngoại trừ mặt trời là sao gì? Trời ơi. Không biết không? Biết trời ơi. Con anh chung trời ơi. Mọi người không hợp tác gì hết trơn á, quê ghê. Theo tất cả những thông tin từ NASA gửi xuống cho tôi. Nữa hả? Nó có gửi tiền trả tiền cua cho người ta không? Mà NASA nó cũng rảnh lắm mới gửi cho chị á. Bởi vì ta... Ủa, tức lại là em giờ anh Giang biết là ở trên NASA ta sống nhờ ăn chữa công. Dạ, trả lời đâu. Em là một người rất hay theo dõi về thiên văn học. Thì không mà sao nói lâu vậy trời. Nói từng chữ mà trả lời chậm nhai chữ luôn. Theo chúng ta đã biết ở trên bầu ai biết? Ai mà biết? Có ai mà biết đâu cả một mình. Cứ nói cậu nó biết. Có kể cái gì bây hết. Giờ chúng tôi nói. Bây giờ tôi nói chứ. Ý là bây giờ chị nói nè. Nói rồi. Anh em sao em muốn tập trung mà tập trung không được thiệt á. Thì tập trung thì nói dối thì sao mà tập trung được. Không phải. Ồ
khùng quá. Vậy chị phải nói là theo Lâm Vĩ Dạ biết thôi. Theo tôi được biết, theo một mình ơn tôi biết, ở trên vũ trụ bao la, ngoài mặt trời và mặt trăng ra có rất nhiều ngôi sao, nhưng năm ngôi sao lớn nhất và bự nhất đó chính là sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tượng trưng cho ngũ hành. Thì theo chúng ta đã biết, Kim là hành kim. Ủa chị chịu quá, coi phong thủy luôn rồi đó hả? Kim nghĩa là kim loại, mà thường kim loại thì nó cũng lạnh, nó mang tính hàn. Đúng. Thủy cũng vậy, Mộc cũng vậy, Thổ cũng vậy. Tôi nghe tôi tức á. Em hối hận vậy em giảm giá cho nó. Kêu chuyển gọi qua email được không? Thiệt á. Để mình về nhà mình đọc chứ lâu á. Nó đáp giả người ta mà. Em nói là sao Kim? Anh Giang ơi, cho chị nói hết đi cho nhanh anh Giang ơi. Mọi người bình tĩnh, để chị em nói. Mời chị. Thật ra là sao Kim đó, tên ông tin thì tùy. Ôi ban đầu trả lời cho cháu rồi đi cháu gõ. Sao? Trả lời mà cọc quá à. Dạ, đúng rồi chị phải nói nè, thiệt ra là sao cũng được. Sao cũng được. Sao cũng được. Lại như làm. Tin hay không, sao Kim? Thật ra lúc đầu em nghĩ đây là 4. Không có thời gian thực ra. 3, không tin. 2. Không tin là sự lựa chọn của Will. Giải thích. Em không tin luôn. Không ông, giờ em nhìn cái mặt không tin rồi. Không tin là do cái mặt chứ phải do câu trả lời. Đúng rồi, do cái nết nữa. Do cái nết chứ cái mặt chứ phải do câu trả lời. Đúng rồi. Lựa chọn không tin là một sự lựa chọn không chính xác, Will ạ. Sao Kim chính là hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời. Sao Kim sáng nhất bởi nó được bao quanh một đám mây hình thành từ khí carbonic. Wow. Có khả năng phản xạ ánh sáng rất tốt. Thấy chưa? Tôi nói thiệt mà, tại Will không tin tôi. Riêng về NASA vũ trụ là toàn là già trả lời không đó. Toàn. Không chính xác, đồng nghĩa với việc thầy ơi. Yeah. Có thêm một o tròn nữa rồi. Yeah. Vui rồi. Đó, rất nhiều hướng đi dành cho Minh Dự. Hãy chọn một hướng đi. Chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Rồi. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Tay dài. Anh ơi, bớt lắc cái não lại. Ủa anh, bộ liên quan tới khung xương hàm. Gì vậy anh, sao vậy? Tôi không hề sắp xếp được. Đúng là định mệnh luôn. Sao vậy nữa? Răng nữa hả? Răng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Răng của con hải ly có màu gì? Trời ơi. Dự, tin anh nha. Dạ. Nếu như mọi người nhìn mái xâm răng em đi ạ. Màu gì ạ? Màu trắng. Răng buca màu gì ạ? Màu trắng. Chung bác sĩ. Răng bb màu gì ạ? Màu trắng. Nhưng răng Minh Dự màu gì ạ? Màu vàng. Nếu như mọi người mà nhìn kỹ vào răng Minh Dự thì nó sẽ những lớp mạng bám rất là nhiều. Trời ơi. Anh nói cái gì mà ghê vậy? Tại vì sao? Tại vì Minh Dự dù nếu mà cái mặt phẳng, cái hàm răng mà nó bình thường á thì cái mạng bám nó ít bám vào. Nó tuột. Nhưng mà đối với những cái hàm răng mà nó gồ ghề như vậy, khi mà mình uống trà, uống cà phê, ăn phá lấu, cũng như là ăn những chất như mà quan trọng màu vàng chứng tỏ răng thật đó. À, con hải cẩu cũng vậy. Hải ly em. Hải ly. Ủa chị có hải cẩu rồi. Con hải ly cũng vậy. Con hải ly nó ở dưới sông, dưới suối. Yeah. Cái răng nó dài lắm. Cái răng nó cũng đưa đưa ra như em vậy đó. Như em vậy đó. Nó mài vào đá nè, nó mài vào thiền nè. Và những khi nó mài như vậy thì cái răng của nó đã nhiễm một cái loại gọi là kim loại sắt. Cho nên răng Bảo Lâm màu trắng, răng Minh Dự màu vàng, răng Hải Ly màu cam. Màu cam. Màu cam hả? Tin hay không tin? Màu cam hả? Ta nào dùm chưa nghe màu cam. 5, 4, 3. Tin đi. Tin. Minh Dự lựa chọn là tin Lê Dương Bảo Lâm, răng Hải Ly màu cam. Sao màu cam được? Anh dòm hàm răng em. Anh dòm em chứ anh dòm răng đâu. Dòm răng em chi? Biết đâu anh muốn kiểm chứng cái màu. Thưa quý vị, là một sự lựa chọn. Chính xác. Dự nó mừng chỉ được kẹo. Wow. Hay nha. Will ơi, chú anh nghĩ là Will sắp về tới nơi nữa rồi. Ủa? Có một cái lời nguyền chương trình với tôi. Có lời nguyền. Nhưng mà anh hiểu luật chơi chưa? Chứ lần trước chưa hiểu đó. Anh nghĩ anh chưa hiểu luôn. Vậy cuối cùng là anh có nghiệm ra vấn đề là mình đi về không phải tại cái chỗ, mà đi về tại không giảm giá nhiều cho chị Dạ chưa?
anh cũng nghĩ tới chuyện đó trong đầu rồi. Như là Lê Dương Lâm nói là răng của Hải Ly có màu canh là do nó có nguyên tố sắt trong đó. Một dấu o tròn nữa thuộc về Minh Dự. Wow. Tức là hiện tại Minh Dự có hai lối đi. Lối đi thứ nhất là tới Hữu Hiếu chiến thắng và Harry Won thì mình sẽ được chặn một lối đi. Dạ đúng. Mình sẽ chủ động trước, nhưng mà câu sau nếu mà họ chính xác họ vẫn thắng. Anh Hiếu nữa hả? Đúng rồi. Anh Hiếu nữa. Anh Hiếu là biệt danh là gì em quên rồi. Hoàng tử tiễn đưa. Go home Prince. Mới đổi lại rồi anh. Bye bye Prince. Bye 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 Prince. Nhưng mà anh ấy chỉ có tiễn nữ thôi, nam không có liên quan gì hết. Đâu hồi nãy mới tiễn quân AB. Hồi nãy mới tiễn quân. Tiễn một nùi nam về rồi đó. Yêu chơi chưa mà nãy giờ thấy toàn dấu o không vậy ta? Hả? Chơi chưa? À, chưa. Giờ mới chơi thiệt nè. Chơi thiệt nha. Nãy giờ chơi chè. Em nghĩ là em chọn chị Harry Won. Harry Won. Câu hỏi dành cho Harry Won. Harry Won. Lại dính tới đồ ăn. Đồ ăn nữa. Có bao nhiêu loại kim chi bên Hàn Quốc? Hỏi cái gì kỳ vậy trời. Em biết câu này không? Không biết. Không. Không thì hỏi câu khác. Trời ơi. Ủa? Trời ơi. Anh được quyền này luôn hả anh Giang? Thôi. Ưu tiên em người hai lần tới. Mà. Câu khác đi. Ớt mà đem đi nướng thì vị sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Ngon lắm. Thật ra thì cái này thì em thấy nó rất là đơn giản. Ai mà làm món ăn xí là ai cũng hiểu hết so rồi. So easy á. Nó rất là easy. Bình thường á là đi ăn heo nướng này nọ đi, là có bao giờ nướng cái ớt không? Không bao giờ. Không bao giờ nướng ớt. Tại vì ớt nó ăn tươi nó sẽ nó cay mà cay vừa phải. Và nó rất là có gì nó vị nó đã đã mà nó cay cay. Còn nếu như nhá nướng chung luôn thì cái ớt nó sẽ cái mùi á, nó làm cho cái mắt mình nó rất là cay. Và cái mùi thì nó lại rất là nồng. Cho nên đáp án của Harry, nếu mình lấy ớt mình nướng thì nó sẽ rất là nồng. Tức là tăng thêm vị nồng. Dạ. Cảm ơn Harry. Tin hay không? Trời xe cái chung cư này không ai đáng tin nữa ta. Tin không? Không tin. Không tin Harry. Nghe hợp lý mà ta sao không tin. Em thấy hợp lý mà. Nướng muối ớt á, trời ơi nó sọc đáng sợ quá, cái chung cư đáng sợ lắm. Chút mà cũng không tin luôn, trời đất ơi. Will không tin vào Harry. Đó là một sự lựa chọn. Chọn chính xác rồi. Chính xác, xin chúc mừng. Đúng rồi, nướng lên là ngọt. Đúng rồi. Nướng lên ăn vô ngọt. Các bạn thấy người ta ăn steak á, mà ta lấy mấy trái ớt chuông người ta nướng không? Ớt chuông, dạ, đúng rồi. Là nó rất ngọt. Một dấu ít đầu tiên đã thuộc về Quyên. Anh nhấn mạnh đầu tiên chứ gì vậy? Đúng vậy. Cũng có thể là dấu cuối cùng. Bây giờ Minh Dường sẽ chọn. Em vẫn tin anh Giang là hợp lý là chọn anh Hồ Quang Hiếu luôn hay một Hồ người? Quang Hiếu. Anh Hiếu là chuyên tuyển con gái đi á. Dự. Nguồn gốc của Mojito là từ nước nào? Quốc gia nào? Trời cái ơi. Dễ nè. Cái thức nước uống này nè là có một lần em cũng đi qua Cuba, em có uống qua cái nước này rồi. Thì nó là thuộc dạng cái nước nó có vị chanh, rồi trái cây lên men nè, lá bạc hạt, rồi cái lá mình. Lá thơm á, lá thơm thì nó phủ ở phía trên á, bắt đầu nó đổ vô một tí rượu rum nữa. Thì bên Cuba nó rất là nổi tiếng về rượu rum. Mình nghĩ là cái này xuất phát từ Cuba. Anh Hiếu đi du là đất nước Cuba đó. Cuba. Tên anh Hiếu hay không? 5. Cố lên Minh Dương. 4. 3. Câu này em tin. Tên Hồ anh Hiếu. Đây là sự lựa chọn, nói gì nữa. Chính xác. Mojito là một loại thức uống truyền thống của đất nước Cuba, được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa giữa vị chua của chanh, vị ngọt thanh của trái cây, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và một chút cây nồng của rượu rum trắng. Trời ơi, chơi hai lần mà cũng về sớm. Ai nói? Lần này có được một câu nha. Lần này được một câu. Lần này lâu hơn. Lần trước là ba câu đi luôn thì năm câu. Cái lần này quay lại em tưởng là hả nó sẽ chọn em. Nhưng cuối cùng nó vẫn không chọn nha mọi người. Ở
Ở đây 9 người, lần 1 3, lần 2 5, lần sau nữa là tên, mỗi lần hai cái, hai cái. Chơi nữa. Anh nhắm anh chơi nữa. Lần sau nữa hả? Rồi, Will sẽ dừng lại với giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Tuyệt vời. Bye bye nha. Bye anh.